Ay, la madre, ay. Ay, rồi chứ mà bài bài tới lâu rồi. Xin lấy cây đập rồi đó, cái gì lạ lạ. Làm gì tới. Này giống đàm ăn số vậy. Đang thép đều đẹp quá. Hello sir. Đang đẹp quá, anh em đang thép đẹp quá. Đấy, cái bài này cũng à, mới lên bài thấy cũng đẹp đấy chứ. À, lên khúc đó để khúc lên giới thiệu nhìn tổng quan hết mọi người, làm kỹ quá. Gì bữa thấy chừa rau quá trời. Ừ. Anh em ai làm giống vậy thì tham khảo, cái nào hay thì học, cái nào chưa hay bỏ qua góp ý. Đóng cây trống mà cũng phải kiềng thêm cây thép nữa. Ông này ông kỹ ghê gì thiệt đó chứ. Cũng sợ nó sạt soạt đi đá cái nó sập cái này nè. Phải kiềng thêm cây cho nó giữ lại. Giờ xong rồi đâu có gì nữa đâu. Hoàn chỉnh luôn, chờ đổ cái này nữa là xong. Ồ, đổ cái máy cực quá hả? Máy cực gấp đôi cái sàn hả chứ? Hơn gấp đôi cái sàn. Hơn cái đâu có. Tới tối tới đầu qua em lấy đồ em dọn em có cái lấy cái chén 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 chảo á, chọt ra cho nó lần tới lúc nào chọt lúc đó thôi, đừng tới tùm lum, tới lúc nào có chọt chọt cho nó chặt nhão nhão ra. À, trọng pha vô sâu dầu nó quậy lên tới luôn, tới lúc nào
dọc nó cho nên nó khô quá, nó cho nó chặt dễ vậy. Giống cái đường lên đỉnh Olympia quá. À, tôi đi xuống mà cũng hồi hộp nữa chứ. Thẳng tắp. Đóng dàn giáo cái này thấy cứng quá, ngắt luôn à. Đây đường lên mái này, lên mặt thất ngay đây. Coi chi tiết mà này mày đóng mái có pha. Dưới này cũng ràng cột dây thép rồi hết ha, kiềng lại với nhau đó. Đóng kỹ quá. Đây là cái đà gốc. Đà phụ, chống chính chống phụ thôi. Rồi nó ra cái bên này, cái lỗ ra ngoài ha. Đây đặt ngay đây cái bồn bồn nước. Yeah.
dễ hình dung thôi. Cứng vững tốt.